Xin chào mọi người, mình là Mặt Nặng và đây là Hazel. Thì hôm nay là sắp đến lễ Trung Thu rồi nên tụi mình muốn cùng nhau ngồi lại và giới thiệu cho các bạn một số loại bánh Trung Thu của các nước quanh lân cận nha. Chị có biết là lễ Trung Thu này có giống với lễ nào mà bên Tây không? Tại vì chị đang sống bên nước ngoài á. Thì theo như cái ý nghĩa của lễ Trung Thu á, là mọi người sẽ tập hợp lại là một ngày lễ đoàn viên đúng không? Thì bên Tây có một cái lễ là lễ Noel, nó cũng có một cái ý nghĩa tương tự. Nhưng mà chị thấy Noel bên nước ngoài người ta ăn mừng còn lớn hơn cả năm mới nữa không? Lễ Trung Thu thì sao? Em cũng thấy lễ Trung Thu tuy là cũng không hẳn là lớn như năm mới nhưng mà cũng là một cái dịp rất là quan trọng luôn. Kiểu như đã nhắc tới những nước mà mang về văn hóa Trung Hoa á, thì họ sẽ có hai dịp lễ lớn, đó là lễ Trung Thu này và lễ Tết. Thì bây giờ đã sắp đến lễ Trung Thu rồi nên là thấy ngoài đường cũng nhộn nhịp hẳn luôn á. Nhưng mà Uyên có biết là Trung Thu là từ đâu mà ra không? Tại vì hồi xưa giờ cứ ăn mừng như vậy nhưng mà cũng không rõ là bắt nguồn như thế nào nữa. Tại vì bây giờ em cũng đang được học sơ về tiếng Trung á, nên em cũng biết sơ sơ về vấn đề này thôi. Nhưng mà mình cũng không biết rõ lắm nên mình chỉ nói sơ sơ. Nếu mà bạn nào biết thêm thì có thể comment cho mình nha. Trước ngày Trung Thu là tháng 7, mà tháng 7 âm á, thường là mọi người coi đó là những tháng xui, những tháng mà có thiên tai, hoạn nạn gì các thứ, nên người ta rất là kiêng kỵ. Xong đến tháng 8 thì đến giữa tháng 8, ngày 15 tháng 8 á, sau khi mọi chuyện đã kiểu như là qua xong hết rồi á, thì mọi người mới có cơ hội để cùng nhau, gia đình, bạn bè, anh chị ngồi lại với nhau ăn bánh uống trà. Chủ yếu là cũng không có lớn được như Giáng sinh là ăn nào là gà tây, nào là bánh kem sinh nhật các thứ. Chủ yếu là có khi nguyên một nhà chỉ ngồi lại ăn một cái bánh, uống một ly trà cũng đủ rồi đó. Nó đơn giản như bánh cúng hơn nhiều ha. Nè, hôm nay được ăn bánh gì rồi? Hôm nay có phải là bánh truyền thống không? Trời, làm cái gì mà thảm dữ vậy? Nè, hôm nay em làm cho chị có 4 loại bánh khác nhau, có 4 đó. Nói làm thì cũng hơi lố, em hoàn có 1 cái rồi. Nè, đầu tiên là em sẽ cho chị ăn bánh Hàn Quốc. Thứ hai là của Singapore, sang chảnh chưa? Thứ ba là bánh của Việt Nam. Bánh của Việt Nam cũng hao hao bánh của Trung Quốc nha, nhưng mà khác tên, vẫn là loại bánh nướng truyền thống, hình tròn. Còn cái thứ tư là bánh Tango của Nhật. Tango nhưng mà Tango là chữ đòn. Tango. Ok, vậy thôi là bắt đầu luôn đi ha. Cái này còn có gì chứ? Ủa chị không thấy có gì hình dáng và màu sắc vậy hả? Thì cứ đem ra đi thôi rồi. Tại vì em tính giữ là bí mật luôn. Ok, dạ. Đầu tiên nha. Ta-da-ding. Ủa, cái này chị thấy nó giống gì nè? Trung Thu cái này giống á, kẹo á. Nhìn nó, nhìn y như cái kẹo á. Quá đáng buồn. Thiệt sự, nhìn nó tròn tròn dài dài, trong trong. Cái kẹo hấp có chung mà. Đáng yêu vậy mà kia. Thiệt sự á, thế là cái này không phải là hấp, có hấp. Chị có nghĩ ra được hình dạng nào khác nữa không? Hay có luộc. Trứng cuộn hả? Trứng cuộn. Thì cái này là hình dạng của vần trăng khuyết nha. Ủa cái này là vần trăng đó hả? Cái này là vần trăng khuyết hả? Tại vì lúc giao nhận nó có hơi bị bóp máy một chút. Nhưng mà nó vẫn là, mà chị biết tại sao mà tất cả các bánh Trung Thu chị thường thấy là nó hình tròn mà cái này nó lại là hình trăng khuyết không? Tại sao? Tại vì á, hồi xưa em nghe nói thôi nha, là có hai vương triều, một bên là Bắc Che và một bên là Simla. Simla. Bắc Che và Simla. Nếu mình đọc sai thì mọi người có thể chỉnh lại nha, tại vì tiếng Hàn của mình nó cũng hơi bị lọt chút á. Thì một bên là tượng trưng cho vần trăng khuyết và một bên là tượng trưng cho trăng tròn. Nhưng mà bên trăng khuyết đã thắng nên cuối cùng người Hàn Quốc quyết định chọn cái hình dáng trăng khuyết này nè để làm bánh Trung Thu. Nhưng thì nó có nghĩa là tượng trưng cho tương lai tươi sáng với lại chiến thắng á. Nhưng mà cũng không hiểu tại sao nó có nhiều màu như vậy. Khá là đậm. Chắc là để cho lúc xếp lên đĩa nhìn nó vẫn màu sắc hơn.
hơn á. Thường người ta cúng nó hay chứ lắm. Không có màu nhìn như cục hát gạo hắt thì cục hát gạo hắt thì cục hát gạo nha. Dạ. Thôi, nhưng mà em thường vậy, em thấy nó khá giống bánh gạo á. Thường là tại vì cái bột bên ngoài cũng là bột gạo luôn nên là chắc là nó cũng hao hao ừ nó hơi dính vậy thôi, thử đi ha. Bên trong là nhân đậu phộng mè đen với lại đường khá giống vậy ta, giống bao chỉ đúng không? Chưa nhỉ. Chị là cái đứa không không biết gì về ẩm thực Trung Hoa hết. Nó nói Việt Nam mà. Em món bánh bao không là món thử trường của chị. Nó khá giống bánh bao chỉ á, nhưng mà vỏ ngoài nó cứng hơn hẳn. Nhìn thì giống hát dai gạo dai. Dai dai. Vỏ khá là dày. Nhung thì ít. Nhung thì ít. Tẹt. Nhưng mà nên là nó mới không bị cháy ngọt á. Nó vừa phải. Nhưng mà cái hình mà em thấy ở trên mạng á, thường là người ta sẽ nhét nhân nhiều hơn và vỏ mỏng hơn. Chắc là do không được mua chỗ chính gốc của Hàn Quốc nên là hình dáng nó hơi khác một chút. Ăn cũng vui miệng. Nhưng mà hình như là ba màu thì vị nó cũng như nhau, không có gì khác trời. Vừa ăn vừa nhét trời. Cũng được. Cũng hổ. Nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mình thấy một loại bánh trung thu mà có hình dáng rất là đặc sắc như vậy. Tại vì bình thường cũng chỉ ăn loại bánh nướng ở Việt Nam thôi. Mà thôi, cũng rất là ổn á. Nếu mà mọi người có thích Hàn Quốc hay là thích phong cách Hàn Quốc hay là muốn đi du lịch Hàn Quốc cái mùa này, mà nên nhớ là lễ trung thu của Hàn Quốc chỉ kéo dài vỏn vẹn có 3 ngày thôi, chứ không phải là ăn nguyên một tháng. Của mình cũng không hẳn là nguyên một tháng, của người 15 tháng 8 nhưng mình cứ kiểu ăn đều đều á. Hình như lễ đó là tên gọi là Chu Suk thì phải. Nếu vẫn là câu nói cũ là nếu sai thì mọi người ghi lại các âm ở dưới cho mình sẽ về học lại từ từ. Yes. Vậy là mình đã hoàn thành xong một món bánh trung thu đầu tiên rồi. Bây giờ em sẽ giới thiệu cho chị món thứ hai là của đất nước Singapore, đất nước của sư tử biển. Đúng. Sư tử biển là con hải cẩu mà. Thế là sư tử chứ. Sư đất nước sư tử. Má kiến thức lộn loạn quá. Đó. Thôi cứ ăn đi ha. Bánh trung thu fancy rồi. Ta da. Dễ thương thế. Nó có hình con thỏ đây nè. Trời ơi, siêu cưng. Em nhớ là đúng là con thỏ cũng liên quan tới trung thu đúng không? Đúng rồi, chị thỏ luôn. Chị chứ không phải là nó dậm dậm vậy hả? Những câu chuyện về trung thu bắt đầu. Mọi người quá. Kiến thức nó sai nên mọi người đừng gom vô não nha. Cái bánh này rất là dễ thương luôn á. Cái này là em biết đó, gọi là bánh trung thu lạnh thôi. Tại vì bình thường có chia ra làm hai loại nha, là bánh trung thu kem lạnh và bánh trung thu lạnh. Bánh trung thu lạnh thì ăn lạnh. Thì nó vẫn ăn lạnh nhưng mà nó phải gã đông tầm 45 phút và nhân nó không có bị tan. Còn bánh trung thu kem lạnh á là bên trong nhân của nó là kem luôn. Nên là nó dễ bị tan lắm. Còn cái vỏ ngoài á thì nó hao hao gì ta? Bộ bánh tuyết của Trung Quốc á. Còn ở Việt Nam thì gọi là bánh dẻo. Nói chung là nó dẻo. Nó dẻo đó. Okay. Nè, bóp bóp được nè. Bóp bóp bóp. Vậy thôi em cắt cho chị ăn đi. Đó về chưa? Cắt chừa thỏ ra nha, thỏ dễ thương. Hình như nó đứng nguyên cái khung hình của em luôn á. Còn thôi. Không cắt đâu, cắt đâu. Thương. Cứng lắm nha các bạn, nhớ là phải gã đông cho nó thật kỹ. Khoảng chừng 35-45 phút á. Ok, là lúc nó bán thì nó bán nhanh 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 luôn hả? Nó bán nông lên cũng được luôn á, tại vì để ngoài chắc nó cũng bị hư hay là cái gì á. Cái này thì em mới để khoảng chừng có 1-2 ngày thôi. Bên trong có cái gì đó nhìn giống như là trứng muối luôn á. Nhìn ngon quá. Màu sắc rất là hài hòa. Nhìn giống kem quá hả chị? Đây. Để chị cậu cắt. Nó có khổ. Cố lên. Chị sẽ cắt một miếng nhỏ nhỏ này để bùng ăn những cái khác nữa. Đây là minh chứng giữa con người tham lam dạ, và một con người rất là hoài hoàng đó. Cắt mà hẳn 1/4. Rất là thơm. Nó là trứng muối luôn chị. Trứng muối luôn nha các bạn. Nên là các bạn ăn chay không ổn rồi đó.
nên là nếu mà muốn ăn chay thì nên tìm loại bánh dẻo kem lạnh á, thì nó bỏ giữa nhưng giữa nó sẽ là kiểu như là loại kem màu đỏ màu hồng hay gì, chứ không phải là sử dụng nhân trứng muối như vậy luôn. Hay là bánh ngọt nhân trứng muối là hợp, rồi nó có mùi à mùi bưởi hả, ở cái mùi tinh dầu bưởi hả, cái vỏ cái vỏ nó làm từ bánh bột dẻo mà nên là dẻo lạnh. Mà bánh này khó làm ở tại nhà, tại vì nó có một cái loại nguyên liệu hình như là shortening gì đó mà nó kiểu như không có dễ kiếm ở đây á, nên là mọi người cũng ít khi làm. Nhưng mà cái này nó khá giống gọi là gì, một phiên bản không nướng của bánh nướng thôi, chứ nó cũng không có khác vị gì mấy ha. Ngay cả phần nhân ở trong đây nè cũng khá giống nhân ngọt đậu xanh đậu đỏ bình thường thôi. Chị thấy nó có mùi sữa chua hay không ai gì đó. Sữa chua em nghe không ra vậy hả, tại vì ăn kiểu thấy nó hơi chua chua á. Đúng không, đúng rồi, nếu mà ăn riêng á, tại vì ăn chung với trứng muối thì nó sẽ nó bị lắng lại, nhưng mà ăn riêng á thì sẽ thấy cái nhân trắng nó có bị hơi chua hơn. Đúng rồi, sau đó cái vỏ thì nó sẽ ngọt ngọt, cái lòng đỏ trứng muối thì nó sẽ ngọt mặn, và còn có em nghĩ là quả trái cây mứt hoa hồng hay là mứt hoa hồng gì đó, chắc là mứt hoa hồng đó. Tại vì lúc mình mua cái này mình cũng quên mất là đọc phần nhân á, nên này lúc này chỉ có đáng mò chứ cũng không biết gì. Nhưng mà nó rất là dễ thương. Dễ thương và ăn rất là ok. Nó giống như là nếu mà không thích ăn loại bánh nướng bình thường thì đổi qua loại không nướng này cũng được. Nó giống như là một cái bánh quen thuộc nhưng có một tí đổi mới. Ăn thấy là thú vị. Tại vì Singapore nó còn ảnh hưởng của Trung Hoa nhiều á, nên là cái hình dáng lại cái phần nhân phần lòng đỏ bên trong vẫn hầu hết là y chang cái bánh nướng bình thường thôi. Em ơi, trời mua mắt lắm á, thôi dở thôi, mua mắt lắm, em không biết làm, trời ơi, thôi em không biết làm em phải mua. Thật đi. Rồi, vậy là em đã qua hai cái bánh rất là đổi mới, thì bây giờ mình sẽ phải quay lại những thứ thuộc về truyền thống thôi. Tên nhà ta. Oh wow, đây là bánh trung thu nướng của Việt Nam, nhưng mà ở Trung Quốc á, thì cái hình dáng nó cũng hao hao như vậy thôi, tại nên mình sẽ gộp chung, tại vì mình cũng không nhớ tên của, tại vì bên kia cũng gọi là bánh trung thu nhưng mà nó có một cái tên rất là riêng, nên là mình cứ tạm gọi là bánh trung thu trước đi. Khoan xí, cái này có phải là cái em làm không? Không, cái này là của người thân em làm. Cái này cũng là một cái bánh mắt. Vậy thôi em cắt nha. Đi. Cái này là tại vì bánh trung thu là mình đặt mua trước xong mình để khoảng vài ngày á, vài ngày sau bánh nó hạ màu xuống là cũng mềm ra, nó dễ ăn. Kinh nghiệm bánh trung thu sao phải để cho nó hạ màu, tại vì lúc mới nướng xong á, cái vỏ nó còn bị ướt với lại còn cái màu nâu đậm của nước đường á, nên là phải để vài ngày sau thì màu nó mới hạ xuống, vân nó mới nổi lên. Đó, em bộ cặp kiến thức đó, dễ chưa? Sao em cảm giác như là cái bánh trung thu này em cắt nó cũng nó hơi xấu về mặt tâm hồn hay sao? Xấu về mặt tâm hồn hay sao? Em được rồi không? Thôi chị còn được nha. Xin cảm ơn. Cái này là mình chọn nhân thập cẩm, tại vì nó có khá nhiều loại bên trong thì nó sẽ bao quát hơn. Bình thường là thử các loại nhân ngọt khác như là đậu xanh, đậu đỏ, mè đen gì thì quá quen thuộc rồi, nên là lâu lâu phải thử qua một miếng thập cẩm như vậy cho nó mới mẻ. Có một điều các bạn không biết là mình là fan trứng muối nên đa số cái gì có trứng muối mình cũng khen ngon hết. Dễ dãi. Dễ dãi. Thôi cái đó gọi là dễ dãi. Nãy giờ qua ba cái bánh em thấy là em vẫn thích cái của Việt Nam. Nó có nhiều hương vị. Chắc là do mình ăn quen ở đây rồi. Nhưng mà cái này là kiểu như vô miệng là nó bùng nổ hương vị, chứ không phải là kiểu như một màu. Nãy bên đó là ngọt không. Còn bây giờ em thấy là nó có giữa nè, hạt bí nè, hạt bí là ngọt rồi nè, rồi còn có thêm trứng muối mặn, rồi còn có lạp xưởng mặn nữa, thì nó kiểu nó hài hòa hơn á.
rất là thơm, vừa bánh nướng, không có bị ngán. Nhưng mà mình em có ăn hết luôn. Chỉ như không, vì bữa gọi chúng ta gọi là tết đoàn viên để mọi người ăn một cái, không phải là, không phải ý nói gì, nhưng mọi người mua một hộp thì phải ăn khoảng chừng mấy ngày liên tiếp, hoặc là ai khỏe lắm mới ăn hết được một cái bánh một lần á. Tại vì mình ăn là ăn không nổi rồi. Đúng không? Bình thường gì có ăn hết được. Một năm chỉ có một lần thôi em. Một năm chỉ có một lần thôi em. Nghe là thấy có vấn đề rồi. Nghe là thấy có vấn đề rồi. Được rồi. Bánh Việt Nam nữa là. Thứ một. Nhưng mấy cái kia thì có thể thay đổi kiểu như là lâu lâu chán ăn chơi. Ăn chơi. Đúng là người nước nào thì họ thiên về cái ẩm thực của nước đó hơn. Kiểu như nếu mà nước ngoài qua thì họ vẫn ăn được này, nhưng mà họ vẫn muốn ăn cái bánh mà ở nước họ ăn hơn. Hơn nữa một cái chuyện ăn bánh trung thu quen thuộc với mình đó là tại vì nó đem lại cái cảm giác ấm cúng á, mà cái cảm giác mà từ lúc bé, từ thời thơ ấu mình đã có rồi, nên là nó cũng là một chuyện rất là khó khăn hơn. Mà sở dĩ cái bánh hình tròn như vậy á, thì trước đây thì mình nghe nói là người ta chỉ uống trà vào ngày này thôi, kiểu như chỉ ngồi lại thôi. Nhưng mà sau này á, thì ngồi kiểu bình thường hồi xưa là ngồi bàn tròn á, nên là nhìn nó sẽ giống như hình mặt trăng. Không những là mặt trăng mà còn có nghĩa là không có hồi kết á, tức là mọi người trong gia đình cùng ngồi quay quần thành một vòng tròn như vậy, nên cái hình bánh nó mới vậy. Sau khi mà ba cái xong rồi thì hai cái mới, cái truyền thống thì chúng ta lại quay lại một cái mới, nhưng mà lại là cái truyền thống của nước người ta. Sao là mới với mình đó, nói chung là vậy đó. Thì chị nghĩ là nó sẽ có hình dáng như thế nào? Nãy giờ có hình bánh mì rồi, cái hình tròn. Bây giờ chắc không lẽ hình ngôi sao? Không lẽ hình ngôi sao? Hình ngôi sao? Cái ông đẹp ông sao? Trên không đốt nến lên chợ nữa. Chị có đem nến không? Tí nữa mở cho. Hay là gì? Bây giờ sẽ là bánh trung thu của Nhật Bản. Bánh này thì mọi người đừng hết hồn bởi màu sắc nha. Trà đen. Ôi trời đất ơi. Cái này nói là đúng là mình làm nè. Tại vì kiếm quá khó, mà muốn ăn cùng mọi người thì phải tự làm thôi. Vậy là cái này không mua được ở Việt Nam hả? Em mua được, nhưng mà kiểu như người ta làm phải tốn tới 1-2 ngày giao. Và bả lại giá khá là mắc luôn nha. Tại vì một cây như vậy thôi là bán tầm từ 25-30 ngàn, mà còn bán ở địa điểm rất là xa nữa. Nên là hầu hết mọi người tự làm, nên mọi người nên mấy cái tiệm nó cũng không có bán nữa. Vậy thôi ăn thử xem Uyên trình độ làm bánh trung thu để thế nào nhé. Tại đáng lẽ em đã nãy chị nói đó, nên là em muốn chị muốn bài trước khi á. Wow. Nhưng mà thôi tới trung thu chúng ta không nghiệt. Đúng rồi, bỏ qua đi em. Này, cái này thiệt sự là màu á thì nó không có đậm được như vậy đâu. Tại vì lúc mình sử dụng màu mình có hơi quá tay. Mà màu là màu an toàn nha, đừng sử dụng những màu thực phẩm mà quá độc hại thì nó không có tốt cho sức khỏe mọi người đâu. Phải mua hàng của Mỹ. Phải mua hàng của Mỹ. Hoặc là hàng Việt Nam chất lượng cao. Mẹ cho chị. Thật sự là ở bên Nhật người ta cũng làm cái loại bánh này, nhưng mà người ta sẽ xếp chồng như vậy nè. Xếp chồng giống như một cái tháp á. Kiểu như giống như là một cái bậc thang để lên mà người ta tỏ sự thành kính á, sau một mùa làm mùa bội thu á. Kiểu như mọi người đã nhận được những điều may mắn qua một năm qua, nên mà họ muốn cảm ơn mọi cảm ơn trời đất. Trời đất cũng hay ha. Cũng là mỗi loại bánh đều có một cái ý nghĩa riêng. Cái câu chuyện đi sau đó nhỉ. Cái này ăn không vậy thôi hả? Bánh này, tại vì bánh này có khá nhiều là cái kiểu biến tấu á. Cái này thì mình đã bỏ đường sẵn rồi, nên là lúc luộc lên nó ngọt. Còn bình thường á, nếu các bạn thích thì có thể nướng qua, kiểu cho nó giòn một lớp á. Cho nên nó sẽ kiểu đóng lại cho nó có màu đen đen, nhìn nó giống như marshmallow á, chị không? Kiểu dễ nướng á. Rồi còn nếu mà không thích á thì có thể ăn kèm với lại nước tương mirin. Cái loại nước tương ngọt mà rất là đặc trưng của nước này, là kiểu cũng phải pha nữa, nhưng mà vì gấp gáp quá em tự bỏ đường vô để ăn luôn. Cuối cùng đây là món ngọt hay món mặn? Tại vì ăn ngọt không mà cũng phải ăn nước tương. Nó là một cái combo rất là thú vị nha. Tại vì bình thường á, nếu mà không thích ăn nước tương nữa thì sẽ còn có một loại nữa là, chị biết đậu đỏ không?
kiểu như nó xay giống như trong nhân bánh dorayaki á. Nó sẽ phớt một cái lớp dày gọi là dày lên thì sẽ thành bánh ngọt, còn nếu mà rưới nước tương lên thì nó sẽ thành bánh mặn. Mà nước tương của nó thì nó cũng ngọt lắm chứ cũng không có. Thôi cứ ăn thử đi. Ok. Ừ, giống chè ỉ đúng không? Giống chè ỉ là nhẹ hơn dai hơn cái ở trong bánh xôi. Nhưng mà ăn dai hơn. Bánh này mọi người muốn làm thì nên thêm nhiều đường chút, hoặc là làm mấy cái sốt kia để ăn kèm cho nó không có bị lạc vị. Nhưng mà thường thì mình thấy là cái kiểu này thì ăn mới vui rồi. Ăn cái này không cũng thấy là mắc cười. Cái quan trọng là màu. Đây là một cặp mông. Đây là một cặp mông. Đây là một cặp mông. Đến thấy hết trời hết. Chị thì chị không ăn ngọt lắm nên chị thấy cái này nhưng nếu là ok rồi đó. Nhưng mà em nếu mà lần sau có dịp thì em còn muốn thử thêm mấy cái nước tương gì các thứ nữa. Tại vì thấy nhiều người ăn cũng thấy vui. Tại vì em thấy mà ở hồi xưa Việt Nam còn bán á, là người ta hầu hết là người ta làm nước tương không à. Em còn thấy là nó còn làm cả thế nào là hương hoa anh đào á chị. Hồng luôn á, mà kiểu có sốt hoa anh đào nữa hay sao á, rất là thú vị luôn. Mà đây là phiên bản con nhà nghèo nên biết anh không giàu sang nhưng anh có trái tim trung tình. Chỉ được có vài cây như vậy thôi. Nhưng mà kiểu lâu lâu ngồi xiên ra cũng vui đúng không? Kiểu quá trời sắc màu như vậy nè. Vừa ngồi trong vừa nói chuyện nha nha một hồi hết cũng rồi hết. Cái này cách luộc á hay cách hấp á thì cũng y chang như là luộc với lại cái bánh trôi nước á, nhưng mà nó là không có nhân thì nó thành bánh ỉ. Chè ỉ á. Chè ỉ xiên que. Chè ỉ xiên que phiên bản mập như cái đít. Thấy như vậy là ổn rồi. Dù gì cũng có thể đón nhận văn hóa nước ngoài, nước bạn. Mẹ làm cái gì vậy? Vậy nè, đây là cái ống chữ. Em uống xong rồi. Kiếm sang ghê luôn á. Vậy là đã xong của 4 nước luôn rồi. Thì sợ là vẫn còn một số nước nữa như là Thái Lan, Indo, Philippines. Philippines thì bánh nhìn nó khá giống bánh bía á chị. Kiểu cũng một cái lớp giòn giòn. Ở bên mình thì không giòn nhưng mà cũng là kiểu trong nó có cả giống cả ngàn lớp luôn. Nó nhân sầu riêng luôn. Em nghĩ là cũng có nhân sầu riêng. Em thấy là nhân khoai môn, nhân thịt các thứ. Nhưng mà ở đây thì mình không có dịp để mua hết được và thử hết được. Nên là nếu mà ai đã từng được đi và từng được thử qua thì hãy comment cái hương vị cũng như cái hình dáng để cho mọi người cùng biết nha. Còn bây giờ tụi mình sẽ đánh giá điểm mà bản thân tụi mình cảm nhận về 4 món bánh như quá. Thì chị thấy món nào là ngon nhất? Tất nhiên là câu trả lời là nhiều quá rõ ràng. Hai cái bánh là đứng đầu trong nguyên của chị là bánh Indo Singapore là bánh. Tại vì sao? Tại vì có trứng muối. Thì gì đâu mà xuống này cái trứng muối hết nè. Nghiện nghiện lắm chứ. Dịch sẽ biết. Đó thì về hai cái bánh đó, bánh trung thu Singapore thì nó lạ, ăn nó hay ho nhưng bản thân nó ăn thì sẽ bị chán. Ăn nếu mà ăn không một vài miếng là mình sẽ chắc là mình sẽ để ngon để hôm sau tiếp là phải nhiều người ăn một cái. Còn riêng mình cũng tự tin nói là cái bánh trung thu Việt Nam là mình quốc sạch nên là đó sẽ là quan trọng nhất trong lòng mình. Mình yêu đương. Thì đối với hoạt động thì cũng bị trang chứ không khác gì đâu thì. Nhưng mà khác một chút là em sẽ chịu khó tôn vinh cái bánh nướng trường tồn và bệnh cũ lên. Đó, kiểu đó. Thì bốn loại bánh khác nhau của bốn nước khác nhau và bốn văn hóa hoàn toàn khác nhau, nhưng cái quan trọng là chị biết là gì. Chị có để ý là cái bánh nào nếu bự thì là nó sẽ bự thành một vòng, còn nếu mà nhỏ thì nó sẽ xiên thành nhiều cây hoặc là phải làm nhiều cái trên một cái dĩa không?
Chị biết tại sao? Tại vì ăn chân nhiều. Đúng. Cái ăn chân nhiều đó là yếu tố sau. Còn cái quan trọng nhất á là nhiều như vậy là để mọi người cùng quay quần với nhau vào ngày Trung Thu để người ta ăn. Nói chung là nếu mà một người ăn thì không cần, trừ cái bánh Trung Thu truyền thống hồi nãy nha, cái đó là do hồn thật ăn uống ngầm lớn. Nhưng mà chủ yếu á là mọi người phải cùng nhau quay quần và cùng nhau ăn. Không hết cái mâm này. Ồ, nó cái mâm cũng hơi quá. Một cái mâm là hết thôi. Một mâm bánh Trung Thu. Hồn với trong mỏ mà một mâm bánh Trung Thu. Nói chung là đã sắp tới tới Trung Thu rồi, những ai có cơ hội về hay là thì bây giờ thời đại cũng phát triển rồi, nếu mà có cơ hội thì mọi người hãy livestream rồi Skype rồi bằng bất cứ mọi hình thức nào để quay về với gia đình, nếu mà gia đình thì cũng có thể bên bạn bè người thân khác cũng được, miễn là có một mùa Trung Thu hạnh phúc thôi. Cảm ơn mọi người nhiều. Mọi người hãy nhớ like, share và subscribe trên SL Living Channel nhé. Tụi mình sẽ đúng đây. Bye.